chào quý vị. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình Bình Dương Ngày Mới hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Trong phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023, Chính phủ đã thống nhất đổi tên luật căn cước công dân thành luật căn cước và giao Bộ Công an trình Quốc hội xem xét dự án luật. Việc lược bỏ từ công dân trong tên luật được đánh giá là thể hiện đúng nội hàm của công tác quản lý căn cước với mục đích là định danh, xác định rõ danh tính của từng con người cụ thể cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng việc đổi tên gọi của luật sẽ không tạo ra những tác động lớn. Việc xây dựng dự án luật căn cước là cần thiết nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành luật căn cước công dân năm 2014. Những điểm mới được bổ sung trong dự án luật căn cước đã được nghiên cứu và đánh giá tác động trên cơ sở đảm bảo phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện nay. Dự án luật căn cước sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành nghị quyết số 15 năm 2023, quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu kỹ thuật đánh máy, nên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đính chính tại gạch đầu dòng thứ 3 của điểm A khoản 1, điều 2, nghị quyết số 15 năm 2023, cụ thể như sau. Giảng viên, báo cáo viên không thuộc đối tượng và mức chi tại điểm A và B nói trên 1.600.000 đồng một người một buổi, điều chỉnh thành giảng viên, báo cáo viên không thuộc các đối tượng nói trên mức chi 1.600.000 đồng một người một buổi. Ngày 28 tháng 8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân Uyên và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo thành phố Tân Uyên và lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân Uyên gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo thành phố Tân Uyên nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúc các đồng chí lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, lãnh đạo đưa thành phố Tân Uyên ngày càng phát triển giàu đẹp. Giáo hội Phật giáo thành phố Tân Uyên luôn nguyện cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Lãnh đạo thành phố Tân Uyên gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của Phật giáo đối với sự phát triển của thành phố Tân Uyên, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh, các hoạt động nhân đạo. Thành phố Tân Uyên sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho Phật giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy vai trò của Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, cùng xây dựng thành phố Tân Uyên giàu đẹp, hiện đại, văn minh. Tại buổi tiếp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên cảm ơn lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên và các ban ngành đoàn thể quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động Phật sự của Phật giáo diễn ra tốt đẹp. Đồng thời cho biết thời gian qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên thường xuyên tuyên truyền vận động các tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội nhằm xây dựng quê hương Bắc Tân Uyên ngày càng giàu đẹp. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo huyện. Ban dân vận Thành ủy Tân Uyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội thi dân vận khéo chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính năm 2023. Hội thi có 24 đội tham gia với khoảng 200 thí sinh là cán bộ công chức viên chức các cơ quan ban ngành thành phố, 12 xã phường. Các đội trải qua 3 phần thi gồm trắc nghiệm, thuyết trình và tiểu phẩm xoay quanh các nội dung. Quyết định số 23 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các văn bản quy định về công tác dân vận chính quyền, các văn bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của cơ sở, nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thông qua hội thi nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt hơn cho người dân. Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Điện lực huyện Phú Giáo phối hợp Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban Nhân dân xã Phước Sang tổ chức lễ gắn biển công trình thắp sáng đường quê tại ấp Sa Dập, xã Phước Sang.
Công trình thắp sáng đường quê được khởi công từ ngày 1 tháng 8 tại tuyến đường suối Sa Dụp, xã Phước Sang với chiều dài khoảng 1.000 mét, lắp 20 bóng đèn năng lượng mặt trời trên 20 trụ bê tông của lưới điện với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng, được trích từ nguồn chi phí dịch vụ khách hàng của điện lực. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm góp phần tạo mỹ quan cho đường quê nông thôn cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai diễn ra Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ 23. Bên cạnh tuyên dương các gương điển hình, đại hội là dịp để đội viên thiếu nhi cũng như tổng phụ trách đội nhìn lại kết quả công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2023. Và cùng với cả nước thì hoạt động đội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều thành tích vẻ vang, đáng tự hào, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu niên nhi đồng, qua đó tạo môi trường để đội viên thiếu nhi trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Giai đoạn 2020-2023 là chặng đường đáng nhớ của công tác đội và phong trào thiếu nhi Bình Dương. Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đội viên thiếu nhi toàn tỉnh thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Kết quả các em đã đạt trên 5 triệu điểm 10 để dâng lên cha mẹ, thầy cô và tổng phụ trách đội. Song song đó, các em tích cực tham gia hoạt động phong trào như kế hoạch nhỏ, đôi bạn cùng tiến, bạn giúp bạn. Những đóng góp nhỏ bé của các em đã tạo nên thành quả to lớn khi trao tặng hơn 7.000 suất học bổng, xây dựng 30 khu vui chơi thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tặng hơn 16.000 phần quà với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh cũng như là ở cơ sở cũng đã hình thành những cái nhóm, cái hoạt động để tiếp cận với các em thiếu nhi không qua không gian mạng. Và đặc biệt là qua cái đợt dịch COVID-19 thì có nhiều bạn thiếu nhi bị ảnh hưởng do đại dịch. Chính vì thế mà cái nhóm chỉ tiêu về các suất học bổng hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thì trong cái giai đoạn vừa qua là tăng vượt bậc so với những giai đoạn trước. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã hoàn thành và vượt nhiều cái chỉ tiêu so với nghị quyết đại hội đoàn đã đề ra. Hoạt động đội đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy trong đội viên thiếu nhi tình yêu quê hương đất nước, kính yêu Đảng, Bác Hồ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Từ đó hình thành cho các em những giá trị phẩm chất tốt đẹp của người công dân xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị cho thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của đất nước trong tương lai. Dạ, hoạt động đội có rất là nhiều hoạt động bổ ích, lành mạnh và rất là vui, giúp cho chúng em được rèn luyện thêm các kỹ năng cho bản thân mình để từng bước hoàn thiện được cái ước mơ của mình trong tương lai. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như là của hội đồng đội trung ương và đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết đại hội đoàn trong nhiệm kỳ này. Trong đó thì có một số cái nhóm chỉ tiêu trong cái việc là phát triển cái kỹ năng và chuyển đổi số cho các em học sinh cũng như là các kỹ năng mềm dành cho các bạn đội viên. Đồng thời sẽ có những mô hình cách làm hay được nhân rộng trong toàn tỉnh để giúp cho các em có thể phát huy tối đa cái tài năng của mình. 200 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ được vinh danh tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 23 là những bông hoa tiêu biểu nhất trong vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi Bình Dương. Các em sẽ lan tỏa hương thơm những giá trị tốt đẹp đến đội viên thiếu nhi toàn tỉnh để ngày càng có nhiều cháu ngoan Bác Hồ tiếp nối truyền thống vững bước tương lai. Sau kỳ nghỉ hè, sáng ngày 28 tháng 8, cùng với học sinh trong tỉnh, học sinh trên địa bàn thành phố Thuận An đã tựu trường. Hiện thành phố Thuận An có 158 trường, gồm 111 trường mầm non với 32.948 trẻ, 29 trường tiểu học với 46.533 học sinh, 13 trường trung học cơ sở với 27.875 học sinh. Tổng số toàn thành phố có trên 1.822 lớp và 78.966 học sinh. Ngoài ra còn có 4 trường trung học phổ thông, 1 trường trung tiểu học ngoài công lập và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Không khí rộn ràng đầu năm học tại các trường trên địa bàn thành phố. Các trường đã sắp xếp bố trí đảm bảo đủ phòng học cho các em học sinh. Ngày đầu tiên thì ở trường các em thì đến trường, đặc biệt là với cái không khí là nó nhộn nhịp. Các em lớp 6 thì bỡ ngỡ, tuy nhiên được sự phân công của ban giám hiệu cũng như là các đoàn thể trong nhà trường thì các em đã vào đúng cái vị trí. Em cảm thấy rất là hào hứng khi mà sau một kỳ nghỉ hè hoặc là dài thì hôm nay em được vào gặp lại thầy cô, bạn bè. Em mong là năm nay em sẽ trang bị đầy đủ kiến thức tốt để có một thành tích tốt hơn nữa trong học tập.
thầy cô thì đã chuẩn bị cho các em và cho các học sinh thì rất là phòng học thì rất là thoáng mát và sạch sẽ. Em mong là em sẽ đạt được thành tích cao hơn trong năm học ạ. Qua chuẩn bị các nội dung để khai giảng năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh, điều tiết học sinh ở các xã, phường, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế về cơ sở vật chất hiện có. Công tác sửa chữa trường lớp trong dịp hè đã kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới. Đội ngũ giáo viên cũng được ngành giáo dục và đào tạo quan tâm, nhận nguồn, phân công và chuẩn bị hợp đồng, tái hợp đồng, đảm bảo cơ bản cho việc dạy và học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện số thí sinh trúng tuyển sớm vào các trường đại học chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32,2%. Như vậy, gần 70% thí sinh trúng tuyển đại học sớm là nguyện vọng ảo. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nguyên nhân của việc này do năm nay vẫn còn trường quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, khó khăn cho thí sinh và hệ thống. Nhiều trường xét tuyển sớm không dự báo được thí sinh ảo. Đây là điều cảnh báo các trường để điều chỉnh phương án tuyển sinh ở những năm sau. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, hiện đang vào giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận lượng bệnh nhân đi khám đau mắt đỏ tăng đột biến. Theo các chuyên gia y tế, bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ có nguy cơ lây lan nhanh và dễ bùng phát thành dịch từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm nếu không được xử lý kịp thời. Để phòng đau mắt đỏ lây lan thành dịch, các bác sĩ khuyến cáo khi bị bệnh cần hạn chế tới chỗ đông người để tránh lây lan cho người khác, tuyệt đối không điều trị đau mắt đỏ theo những phương thức truyền miệng dân gian mà nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để khám và điều trị. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, thành phố Tân Uyên về việc xả tràn lần đầu điều tiết hồ chứa thủy điện Trị An đợt 2. Thời gian xả nước qua tràn hồ chứa thủy điện Trị An từ 15 giờ ngày hôm nay 29 tháng 8 với lưu lượng xả tràn là 160 m khối giây. Hồ chứa thủy điện Sóc Phù Miên với lưu lượng xả tràn là 82 m khối giây, tổng lưu lượng xả xuống hạ du là 384 m khối giây, không gây ngập các vùng ven sông Bé. Cần đề phòng khi có mưa to kết hợp với lưu lượng xả trên có thể gây ngập một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp, các vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai. Trong thời gian tới, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các hồ chứa sẽ tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn hơn. Chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm, mưa lớn xả lũ, lưu lượng lớn, gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Thông báo rộng rãi để người dân ven sông Bé, sông Đồng Nai được biết, thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó. Tối qua, Công an phường An Phú, thành phố Thuận An khẩn trương lấy lời khai 10 thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Vào lúc 17 giờ 15 phút chiều qua 28 tháng 8, trong lúc tuần tra vũ trang trên tuyến đường 22 tháng 12 thuộc địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, lực lượng công an phường An Phú phát hiện gần 20 thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị kiếm, mã tấu, dao tự chế và gậy gộc đi đánh nhau. Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm thanh niên chạy tán loạn. Lực lượng công an phường An Phú bắt giữ được 10 người đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác trên địa bàn thành phố Thuận An. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chi hội nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương được thành lập quy tụ những hạt nhân nòng cốt trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Với sự đầu tư quy mô lớn trong trồng trọt chăn nuôi, chi hội nông dân tỷ phú đã đóng góp tích cực và tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Chi hội nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương được thành lập tháng 4 năm 2021 với 46 thành viên ban đầu. Đến nay, sau hơn 2 năm hoạt động, chi hội đã thu hút 65 thành viên tham gia. Trong đó có 3 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, 2 nhà khoa học, 3 cán bộ hội tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh và 57 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hoạt động của chi hội đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều nông dân khi có sân chơi chung để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tiếp cận chính sách ưu đãi hỗ trợ sản xuất, cùng đồng hành vươn ra thị trường trong và ngoài nước. Với nỗ lực không ngừng,
những nông dân tỷ phú luôn là điển hình trong ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và luôn là nhân tố dẫn đầu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Tiêu biểu có nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế vượt trội, như mô hình nuôi gà ứng dụng công nghệ cao của ông Đinh Ngọc Khương ở xã An Bình, mô hình nuôi chim yến và sơ chế tổ yến của bà Tăng Thị Hằng ở xã An Long, huyện Phú Giáo, mô hình trồng bưởi, dưa lưới của anh Lê Minh Sang ở xã Tân Mỹ, mô hình trồng cam, bưởi da xanh của anh Nguyễn Văn Tiến ở xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, mô hình nuôi heo hữu cơ của anh Nguyễn Văn Sơn ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiến, cùng nhiều mô hình liên kết mở rộng sản xuất ra ngoài tỉnh với nhiều mặt hàng nông sản đặc sắc của Bình Dương. Quy trình sản xuất là thức ăn và con giống là đều là trang trại tự sản xuất ra và ứng dụng cái công nghệ ủ men sinh học của men OEM Nhật Bản vào cái khẩu phần thức ăn của con heo ở trong trang trại nhằm giúp cho con heo được phát triển tốt. Sản xuất theo chương trình việt gáp thì hướng đến hữu cơ, thì trong khi đó mình áp dụng thì đạt được hiệu quả chất lượng thì để cho người tiêu dùng yên tâm và sử dụng. Với tiềm lực và quy mô sản xuất của tất cả các thành viên, Chi hội Nông dân Tỷ Phú đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển nông nghiệp ở địa phương. Về quy mô, theo từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của thành viên, Chi hội Nông dân Tỷ Phú hiện có tổng diện tích cây ăn trái có múi, cây ăn trái đặc sản trên 1.000 hectare. Diện tích sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 50 hectare. Tổng đàn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 1 triệu con. Quy mô sản xuất kinh doanh của các thành viên theo từng lĩnh vực được mở rộng. Thành viên Chi hội Nông dân Tỷ Phú tỉnh Bình Dương đều có mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp lớn, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ các mô hình sản xuất của những người nông dân tỷ phú trên đất Bình Dương đã thể hiện quyết tâm làm giàu từ nông nghiệp và làm giàu một cách năng động. Thế mạnh của từng thành viên được phát huy, việc mạnh dạn liên kết mở rộng quy mô sản xuất được tăng cường đã đưa ngành nông nghiệp địa phương phát triển bền vững. Mời quý vị theo dõi những tin tức nổi bật được đăng trên các báo sáng nay. Trên các báo sáng nay thông tin, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm qua Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đã hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, có các cuộc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo hoan nghênh Thủ tướng Lý Hiển Long và đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023. Nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và mở rộng mang nhiều lĩnh vực mới, khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Singapore ở khu vực. Trong thư gửi tới Hội nghị tuyên dương 78 gương điển hình tiên tiến, ngành lĩnh vực trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn. Về ngành văn hóa thì không được chủ quan tự mãn, quá vui mừng say sưa trước những kết quả bước đầu và cũng không hề nhục chí nản lòng trước những khó khăn thách thức đang còn phải đối mặt, mà phải tiếp tục thi đua hơn nữa. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Bởi vậy, văn hóa phải tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi người dân. Văn hóa là tinh túy của dân tộc, của xã hội, của mỗi người. Thông tin được đăng trên trang 17 của báo Tuổi Trẻ. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 9 tới với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chủ trì phiên họp về việc rà soát công tác chuẩn bị cho hội nghị vào chiều tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc chuẩn bị từ sớm từ xa sẽ đóng góp cho thành công của hội nghị, thể hiện được vị thế và vai trò của Quốc hội nước chủ nhà, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu tham dự hội nghị. Thông tin được đăng trên trang 2 báo Hà Nội mới. Đến cuối tháng 7 năm 2023, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế mới đạt 4,6%, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức 4,7% được ghi nhận vào cuối tháng 6 năm nay. Theo các chuyên gia, việc tín dụng tăng trưởng thấp, thậm chí là đi lùi trong tháng 7, trong bối cảnh lãi suất đi xuống đã phản ánh những khó khăn chung của doanh nghiệp, nền kinh tế,
Vì thế, doanh nghiệp kỳ vọng được hỗ trợ khơi thông thị trường, tìm kiếm đầu ra và khơi thông nguồn vốn giá rẻ để đón đầu cơ hội phục hồi. Đề cập nội dung này, một vấn đề hôm nay trên báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay có đăng bài khai thông tín dụng phải bóc đúng thuốc. Mời quý vị đón đọc trên trang 2 và trang 3 của báo. Hôm nay 29 tháng 8, nhà thầu Hitachi và Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chạy thử nghiệm toàn tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Dự kiến buổi chạy thử nghiệm sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Tàu sẽ xuất phát tại ga Bến Thành quận Nhất và kết thúc tại ga Suối Tiên Thành phố Thủ Đức. Đây là lần đầu tiên Metro số 1 chạy thử nghiệm trên toàn tuyến với tổng chiều dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao. Tất cả 17 đoàn tàu đều tham gia chạy thử nghiệm trong đợt này. Thông tin được đăng trên trang 5 báo Người Lao Động. Thưa quý vị, qua công tác theo dõi giám sát vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện trang web giả mạo cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tên miền là dịchvucongbảohiemxahoi.com. Trang web này có tên miền và giao diện gần giống với cổng dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo hiện nay thì cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Và trong cấu trúc tên miền có .gov.vn dành cho các cơ quan nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .com.vn hoặc là .com mà trang web giả mạo đang sử dụng. Thông tin được đăng trên trang 7 của báo Người Lao Động. Sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm qua đã đưa ra phán quyết với cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh. Trong đó, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cộng với 12 năm tù của 3 bản án trước đó. Tổng hợp hình phạt đối với ông Nguyễn Đức Chung là 13 năm 6 tháng tù. Thông tin được đăng trên trang 5 báo Tuổi Trẻ. Chương trình Bình Dương ngày mới hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.